独处。Đường này cũng biến khắp các thú. Đây là nói quỷ đạo. Trong cõi trời nhân gian, Atula đều có. Người có phước đức làm thần ở núi rừng gò miếu. Đây là người tu có phước đức làm thần núi thổ địa, gọi họ là quỷ có phước, tức là họ có địa vị trong quỷ đạo. Lớn thì như miếu Thành Hoàng. Những ai ở trong đây phước báo càng cao. Thành Hoàng giống như huyện thị trưởng ở nhân gian chúng ta vậy. Chúng ta đều gọi là Thành Hoàng. Thực ra thì Thành Hoàng cũng có cấp bậc. Ở trên, đi lên trên như Ngũ Nhạc, Đông Nhạc Thái Sơn gọi là Đế, Đông Nhạc Đại Đế. Trung Quốc có Ngũ Nhạc, Nam Nhạc là Hằng Sơn, Trung Nhạc là Tung Sơn. Đây chính là Đại Quỷ Vương. Họ thuộc về quỷ đạo, không phải thuộc về cõi trời. Người không có phước đức, khi ở đời không tu phước đức, người tu phước đức lớn, họ vẫn có tham sân si, vì thế họ sanh vào đường ác. Trong ác đạo cũng có hưởng phước, làm đại quỷ vương phước báo rất lớn. Người không có phước đức, quý vị thấy quỷ không có phước đức, ở chỗ không sạch sẽ, không được ăn uống, thường bị đánh đập, lấp sông lấp biển, chịu khổ vô lượng. Đây là nói không có phước. Tạo nghiệp tham sân si, không có tu phước. Người tu phước, thực tế mà nói, đa phần đều tu trong nhà Phật. Ba nhà Nho Thích Đạo thì tu phước trong Phật giáo là có hiệu quả nhất, báo cũng nhanh nhất, không từ bỏ tham sân si. Phước tu được đó, sanh vào ngạ quỷ, súc sanh để hưởng phước. Trong đường ngạ quỷ chính là quỷ có nhiều phước đức, được nhân gian cúng tế, nhân gian bái lại. Họ hưởng thụ những điều này. Còn đường súc sanh hiện nay thường thấy chính là nuôi thú cưng. Họ biến thành súc sanh, súc sanh biến thành thú cưng. Người trong nhà này đều yêu thích nó, chăm sóc nó rất chu đáo, hưởng phước hơn bất kỳ người nào trong gia đình. Súc sanh do nó có phước, có thể nó cũng đến đòi nợ. Người nhà quý vị nợ nó, bây giờ phải trả cho nó. Nợ nó tài vật, cho nên bây giờ phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu nợ nó tình thân thì bây giờ rất yêu thương nó. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào.
phải hiểu được đạo lý này. Vào cửa phước trong đường súc sanh, đều là chưa từ bỏ tham sân si. Nguyên nhân là như vậy.